Ngày 24 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để điều tra hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, theo khoản 3 điều 132 Bộ Luật Hình sự. Theo kết luận điều tra, khoảng 0 giờ ngày 2 tháng 2, ông Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh để giao ở cảng Cát Lái. Xe của ông Khởi chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khi đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì phát hiện xe bị sự cố nên ông cho xe chạy chậm và dừng lại ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra. Lúc này chiếc xe khách 16 chỗ ngồi chạy đến thì xảy ra va chạm với xe container do ông Khởi cầm lái đang đậu cùng chiều phía trước. Xe khách do gia đình ông Lê Văn N, 77 tuổi, quê tỉnh An Giang thuê để đưa cháu về nhà chồng ở Đồng Nai. Trên xe có 12 người, trong đó 11 người khách và tài xế Nguyễn Hồng Hát, 51 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Sau vụ tai nạn trên cao tốc, ông Khởi thấy phần đầu xe khách bị biến dạng nặng, những người trên xe khách 16 chỗ bị tai nạn la lớn, kêu cứu và đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện nhưng ông không cứu giúp, không trình báo công an mà lái xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả là tài xế xe khách tử vong tại chỗ, hai hành khách bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Hai người khách trên xe là cậu và cô của cô dâu cũng tử vong sau đó, nhiều người bị thương. Đến ngày 11 tháng 2, ông N, là ông nội của cô dâu cũng tử vong do bị thương quá nặng. Tổng số người chết trong vụ tai nạn trên là 4 người gồm tài xế Nguyễn Hồng Hát, ông Lê Văn N, chị Phan Mộng T và ông Phan Văn S. Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam Khởi vào ngày 15 tháng 2. Cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế Hát, lái xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container do tài xế Khởi cầm lái. Hành vi của tài xế Hoàng đã cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên do tài xế Hát đã tử vong nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.